Mến chào quý vị, Phương Thúy rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị để cùng đón xem bản tin thời sự trên kênh Tin Mới. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự và xã hội diễn ra trong ngày. Ngay sau đây sẽ là những tin chính được phát trong chương trình ngày hôm nay. Siêu bão Noru, cán bộ gõ cửa từng nhà yêu cầu ký cam kết sơ tán. Chính quyền sẽ lo ăn uống cho những hộ thuộc diện di dời, trường hợp không chấp hành sẽ cưỡng chế để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân trước siêu bão Noru. Trong sáng ngày 26 tháng 9, nhiều địa phương tại thành phố Đà Nẵng đã yêu cầu người dân ký cam kết chấp nhận sơ tán trước thời điểm siêu bão Noru đổ bộ để đảm bảo an toàn tính mạng. Tại phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, cán bộ phường rà soát vận động những hộ dân có nhà tạm không kiên cố đến nơi an toàn trú bão. Các gia đình buộc di rời thuộc diện nhà cửa tạm bợ không đảm bảo khi bão đổ bộ, buộc ký cam kết chấp nhận sơ tán trước 17 giờ ngày 26 tháng 9. Ký cam kết chấp hành sơ tán và di rời, anh Đinh Công Thành, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà chia sẻ, dự báo bão Noru mạnh nhất trong 20 năm trở lại đây nên gia đình tranh thủ gửi con ở nhà người thân. Tôi và vợ sẽ dọn dẹp, kiên cố tài sản trước khi di tản vào 17 giờ hôm nay như đã cam kết. Ông Phan Hoàng Thủy, cán bộ phường Thọ Quang cho biết ngay từ sáng sớm, cán bộ phường đã giúp vận chuyển tài sản của dân đến nơi an toàn trú bão. Mọi công việc sẽ hoàn thành trước 5 giờ chiều nay. Chính quyền sẽ lo ăn uống cho những hộ thuộc diện di rời. Trường hợp không chấp hành sẽ cưỡng chế để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, ông Thủy thông tin. Trong khi đó, tại phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, nhiều hộ thuộc diện neo đơn nhà cửa không đảm bảo đã liên hệ với chính quyền địa phương, được dân quân tự vệ hỗ trợ ngay sau đó. Trung tá Nguyễn Công Nhân, chỉ huy phó ban chỉ huy quân sự quận Sơn Trà cho biết lực lượng đã chia từng nhóm nhỏ để hỗ trợ chằng chống nhà dân được nhanh nhất. Tại 4 phường giáp biển ở quận Sơn Trà, lực lượng vũ trang đã chuyển hơn 100 thúng của ngư dân lên bờ an toàn. Ngoài ra, các lực lượng báo cáo lên nhà sập, siêu vẹo là khoảng 40 hộ, Trung tá Nhân thông tin. Sáng cùng ngày, Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng cho biết đã hoàn thành phương án và đảm bảo cung ứng các mặt hàng thiết yếu hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão Noru. Cụ thể, Sở Công Thương lên phương án cho 2 trường hợp bão cấp 12, 13, bão rất mạnh và bão cấp 14, 17, siêu bão. Trường hợp bão rất mạnh cấp 12, 13, Đà Nẵng dự kiến sơ tán 32.248 hộ dân trên 108.456 người. Số hộ dân sơ tán là 25.448 hộ, sinh viên công nhân là 6.800 hộ. Dự kiến định mức hỗ trợ là 385.000 một hộ. 4 mặt hàng sữa, các loại mì, tôm, trứng, nước uống dùng cho 3 ngày. Kinh phí dự kiến 12,42 tỷ đồng. Trong trường hợp siêu bão, bão cấp 14-17 dự kiến sẽ sơ tán 173.447 người, tương đương 46.900 hộ dân. Số hộ dân là 38.125 hộ, sinh viên công nhân 8.775 hộ. Với mức hỗ trợ 385.000 đồng một hộ, đảm bảo 4 mặt hàng thiết yếu gồm sữa tươi, mì tôm, trứng, nước uống, tổng kinh phí dự kiến là 18,1 tỷ đồng. Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân các quận, huyện khi có nhu cầu cần hàng hỗ trợ cho người dân, tùy theo tình hình thực tế phát sinh chủ động liên hệ với các nhà cung ứng. Theo thông tin, Sở cung cấp thông tin các đầu mối cung ứng, phân phối toàn thành phố để mua hàng hỗ trợ cho người dân. Các nhà cung ứng có trách nhiệm dự trữ hàng hóa, khi có yêu cầu cung cấp thì vận chuyển hàng hóa đến các quận, huyện theo số lượng đã phân bổ hoặc theo nhu cầu thực tế. Bão số 4 Noru khả năng mạnh thêm, nhiều tỉnh nằm trong vùng cảnh báo đỏ, cấp rủi ro thiên tai cấp 4 màu đỏ đối với bão có khả năng gây thiệt hại lớn về người, vật nuôi, thiệt hại nặng nề về tài sản, phá hủy môi trường. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 10 giờ sáng nay ngày 26 tháng 9, bão số 4 Noru đang ở vùng biển phía đông, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 650 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, từ 118 đến 133 km/h, giật cấp 14. Ban kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên, khoảng 210 km tính từ tâm bão. Ban kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên, khoảng 100 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20 đến 25 km, có xu hướng mạnh thêm. Đến 10 giờ ngày 27 tháng 9, vị trí tâm bão ở ngay trên khu vực phía đông nam quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh lên cấp 13, từ 134 đến 149 km/h, giật cấp 16. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20 đến 25 km và tiếp tục mạnh thêm.
Đến 10 giờ ngày 28 tháng 9, bão số 4 ở trên khu vực đất liền Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, 12, từ 103 đến 133 km/h, giật cấp 14. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây. Mỗi giờ đi được 20 đến 25 km, đi sâu vào đất liền khu vực Trung Trung Bộ, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, dưới 39 km/h. Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho hay, bão Noru là một cơn bão rất mạnh, dự báo là một trong những cơn bão mạnh nhất trong vòng 20 năm trở lại đây, ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ, tương đương cơn bão số 6 Sansene tháng 9 năm 2006, bão số 9 Ketana tháng 10 năm 2009 và bão số 9 Molave tháng 10 năm 2020. Cấp độ rủi ro thiên tai dự báo tại Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định là cấp 4, màu đỏ rất lớn. Tại Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Phú Yên, Kon Tum, Gia Lai là cấp 3, màu da cam lớn. Tại Việt Nam có 5 cấp độ rủi ro thiên tai, cấp 5 là cao nhất, mức thảm họa màu tím. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 đối với bão đồng nghĩa là bão có khả năng gây thiệt hại lớn về người vật nuôi, thiệt hại nặng nề về tài sản, công trình hạ tầng, gây đình trệ các hoạt động kinh tế xã hội khác, mất mát lớn về tài chính, môi trường bị phá hủy, để lại hậu quả lâu dài, khó có khả năng hồi phục, ông Khiêm cho hay. Do ảnh hưởng của bão số 4 Noru, vùng biển phía nam khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, khu vực giữa Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 8, 9 sau tăng lên cấp 10, 11, vùng gần tâm bão cấp 12, 14, giật cấp 16, sóng biển cao từ 9 đến 11 mét, biển động dữ dội. Từ chiều ngày 27 tháng 9 đến ngày 28 tháng 9, khu vực Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 250 đến 350mm một đợt, có nơi trên 400mm một đợt. Khu vực Quảng Bình, Bình Định, Gia Lai với lượng mưa phổ biến 100 đến 200mm một đợt, có nơi trên 300mm một đợt. Từ ngày 28 tháng 9, mưa lớn có xu hướng mở rộng ra khu vực Bắc Trung Bộ và Nam Đồng bằng Bắc Bộ. Bão có thể mạnh thêm khi gần Hoàng Sa. Trưa nay, tâm bão cách Hoàng Sa 650 km, sức gió mạnh nhất giảm còn cấp 12, 133 km/h, nhưng khả năng mạnh trở lại cấp 13 khi gần quần đảo này. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong 6 giờ qua, bão di chuyển được 160 km giữa hướng Tây. Đến 10 giờ, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão là 118-133 km/h, cấp 12, giảm một cấp so với sớm nay. Ban kính gió mạnh từ cấp 6 giật từ cấp 8 trở lên khoảng 210 km, gió mạnh từ cấp 10 giật từ cấp 12 trở lên khoảng 100 km tính từ tâm bão. Dự báo ngày và đêm nay, bão chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25 km và có xu hướng mạnh thêm do được tiếp năng lượng từ vùng biển ấm. Đến 10 giờ ngày mai, tâm bão ở đông nam quần đảo Hoàng Sa, sức gió mạnh trở lại 134-149 km/h, cấp 13. Bắc và giữa Biển Đông gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa đang mưa bão, gió mạnh dần từ cấp 8 đến 14, giật cấp 16, sóng biển cao từ 9 đến 11 mét, biển động dữ dội. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới là từ vĩ tuyến 12,5 đến 20, phía đông kinh tuyến 110. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Hôm nay, các đài quốc tế nhận định giống nhau về hướng đi và khu vực đổ bộ của bão Noru là Đà Nẵng, Quảng Nam, tuy nhiên cường độ khác nhau. Đài Nhật Bản dự báo duy trì sức gió 144 km/h trong hôm nay, ngày mai khi vào gần bờ tăng lên 162 km/h. Đài Hồng Kông cho rằng bão sẽ vào đất liền với sức gió mạnh nhất là 175 km/h. Trước đó lúc 4 giờ sáng nay, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết tâm bão nằm trên vùng biển phía tây đảo Luzon, Philippines, cách quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam khoảng 810 km, sức gió mạnh nhất cấp 13, giật cấp 14. Bão gây gió mạnh ở biển miền Trung từ trưa mai. Dự báo trưa ngày 27 tháng 9, ngoài khơi từ Quảng Bình đến Ninh Thuận, gồm huyện đảo Cồn Cỏ, Cú Lao Chàm, Lý Sơn, sẽ có gió mạnh từ cấp 8 đến cấp 11, vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, 14, giật cấp 17, sóng biển cao từ 8 đến 10 mét, biển động dữ dội. Từ tối ngày 27 tháng 9, vùng biển ven bờ từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định, sóng biển cao 3-5 mét, vùng gần tâm bão 6-8 mét. Các tỉnh thành từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi cần đề phòng nước dâng cao,
1 đến 1,5 mét ngập úng vùng trũng ven biển cửa sông. Gần sáng ngày 28 tháng 9 ven biển từ Quảng Bình trở vào đến Phú Yên có gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, 8 giật cấp 9, 10. Ven biển khu vực Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định từ sáng sớm ngày 28 tháng 9 có gió mạnh cấp 9, 10, vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, 13 giật cấp 14, 15. Các khu vực sâu hơn trong đất liền gió mạnh cấp 8, 9, giật cấp 12, 13. Kon Tum, Gia Lai ngày 28 tháng 9 có gió mạnh dần từ cấp 6 đến cấp 9, giật cấp 11. Mưa sau bão mở rộng đến đồng bằng Bắc Bộ. Hôm nay, Đài Khí tượng Việt Nam đã dự báo chi tiết về lượng mưa. Từ chiều ngày 27 tháng 9 đến ngày 28 tháng 9, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum, mưa 250-350mm, có nơi trên 400mm. Các tỉnh Quảng Bình, Bình Định, Gia Lai, mưa 100-200mm, có nơi trên 300mm. Từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 9, mưa có xu hướng mở rộng ra Bắc Trung Bộ và Nam Đồng bằng Bắc Bộ. Bốn địa phương gồm Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định dự báo chịu rủi ro thiên tai cấp độ 4, cao nhất là cấp 5 thảm họa. Năm tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Phú Yên, Kon Tum, Gia Lai chịu rủi ro cấp 3. Theo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, đến 6 giờ 26 tháng 9, có 177 tàu cá với hơn 1.390 ngư dân đang hoạt động trong vùng nguy hiểm của bão. Đông nhất là Quảng Ngãi 87 tàu, Bình Định 65, Quảng Nam 18 và Đà Nẵng 7. Các địa phương từ Quảng Bình đến Bình Thuận đã rà soát phương án sơ tán hơn 860.000 dân. Trong đó, 4 tỉnh thành dự kiến chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão là Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi sơ tán 368.000 dân. Hôm nay, các địa phương sẽ ra lệnh cấm biển, cấm đường cho học sinh nghỉ học. Ban chỉ huy chống bão ở tiền phương được thành lập ở Đà Nẵng. Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc sáng nay, sau khi nghe nhiều địa phương báo cáo trời quang mây tạnh, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương và người dân tuyệt đối không chủ quan ứng phó bão theo phương châm 4 tại chỗ, chỉ huy lực lượng, phương tiện, vật tư, hậu cần tại chỗ với tinh thần khẩn trương, quyết liệt nhất. Các địa phương khẩn trương rà soát, kêu gọi tàu thuyền, ngư dân nằm trong vùng nguy hiểm tìm nơi tránh trú, kiên quyết sơ tán người dân tại những nơi nguy hiểm, bảo đảm an toàn hồ đập, lồng bè nuôi trồng thủy sản, ứng phó nguy cơ sạt lở đất, lũ lụt sau bão. Noru là cơn bão thứ tư vào Biển Đông cho năm nay. Từ lúc hình thành đến nay, các đài Hồng Kông, Nhật Bản chưa nhận định Noru là siêu bão. Riêng đài Philippines cho rằng từ 5 giờ đến 14 giờ ngày 25 tháng 9, khi cách đảo Luzon khoảng 300 đến 500 km về phía đông, Noru mạnh siêu bão trên 184 km/h vào đảo giảm cấp. Các chuyên gia đánh giá Noru có hình thái tương tự như bão Sansene đổ bộ vào Đà Nẵng, Quảng Nam với sức gió cấp 13, giật cấp 14 tháng 9 năm 2006. Bão Sansene đã làm 76 người chết và mất tích, 532 người bị thương, gần 350.000 căn nhà bị hư hỏng, gần 1.000 tàu thuyền bị chìm và hư hại. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Vui lòng ấn like, đăng ký kênh cũng như bật chuông thông báo để có thể nhận được những tin tức cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất từ kênh tin mới. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.